Chúng nhảy múa, lăn tròn, phóng lên ngựa, chạy quanh đường đua và bay trên đầu. Đây được xem là một số món đồ chơi sẽ bán chạy nhất trong mùa đồ chơi Giáng sinh năm nay. Jim Silver là giám đốc của công ty TTPM, phân tích triển vọng của nhiều hãng sản xuất đồ chơi khác nhau. Chúng tôi xem đồ chơi từ lúc mới thành hình cho đến sản phẩm cuối cùng, và chúng tôi thử tất cả mọi thứ, chúng tôi đem tất cả ra gọi hộp, chúng tôi xem xét cách lắp ráp, chúng tôi xem nó được lắp ráp như thế nào, sau đó chúng tôi xem nó hoạt động có đúng cách hay không. Chúng tôi nhận được rất nhiều đồ chơi và chúng tốt hơn so với suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều đồ chơi không đạt kỳ vọng. Một món đồ chơi bán chạy nhất dự kiến sẽ là dòng sản phẩm ăn theo phim Star Wars The Force Awakens. Với bộ phim Star Wars mới ra mắt vào dịp Giáng sinh, hãng Hasbro dự kiến thu về hơn 1 tỷ đô la doanh thu. Ở vị trí số 1 là BBD Droid, một con robot được thiết kế tân tiến và được điều khiển từ xa cho dòng đồ chơi Star Wars. Nó hay tuyệt, chúng tôi thực sự chưa thấy đồ chơi nào như thế này trước đây. Cái đầu của nó đứng yên trên cái thân hình cầu lăn qua lăn lại. Nó đúng là một sự phát triển kỳ thú trong công nghệ robot. Đây sẽ là một trong 5 món đồ chơi gây chú ý nhất trong một thập kỷ, theo ông Silver, bởi vì liên quan đến Star Wars và bởi vì món đồ chơi này, máy bay điều khiển từ xa. Đây là món đồ chơi trong nhà ngoài trời, có cơ chế bảo vệ nội tại khi đáp trong nhà. Nó không được sử dụng vì mục đích thương mại. Nó đang bắn chạy như tôm tươi. Chúng tôi nghĩ chúng tôi đang có nhiều người lớn tuổi mê đồ chơi, thậm chí từ 18 đến 34 tuổi, mà giờ họ đang rất háo hức. Họ muốn tiến vào thị trường máy bay điều khiển từ xa. Snoopy, nhân vật truyện tranh Peanuts nổi tiếng, đã được cập nhật cho cơ hội được biểu diễn. Người chăm sóc nó, Hannah Guy, rất thích sản phẩm này. Tôi đã nhảy với nó suốt cả buổi sáng và tôi nghĩ trẻ em cũng sẽ yêu mến nó. Barbie từng có những lúc gặp khó khăn về doanh số trong những năm gần đây, ra mắt một nhân vật mới toanh, Barbie cưỡi ngựa. Nó được dự đoán sẽ bán rất chạy cho những em gái nhỏ tuổi. Nó làm các em gái ngạc nhiên thích thú. Các em gái thích ngựa, thích búp bê Barbie. Vì vậy, nó vừa vui lại vừa hay để các em chơi. Một đồ chơi năm 2015 dự kiến sẽ đem lại doanh số hàng tỷ đô la với người tiêu dùng từ trẻ em cho tới người lớn. Và hội chợ đồ chơi nào có thể diễn ra mà không có bộ đồ chơi đoàn tàu Lionel đáng tin cậy, xưa cũ, dưới cái cây? Không hào nhoáng, có lẽ không gây hứng thú như một số đồ chơi khác, nhưng vẫn đem lại niềm vui cho trẻ em mọi lứa tuổi.